Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 40. Sau khi Nebuchadnezzar làm đầu thị vệ, tha Jeremy ra tại Rama, có lời này phán cùng người. Khi Nebuchadnezzar sai tìm, thì Jeremy đang bị xiềng ở giữa những phu tù khác của Jerusalem và Juda mà người ta bắt đem qua Babylon. Quan làm đầu thị vệ sai dẫn Jeremy đến và nói rằng: Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã sai rao tai nạn ấy cho chỗ này. Rồi Đức Jehovah đã làm y như Ngài đã phán. Vì các ngươi phạm tội nghịch cùng Đức Jehovah và không vâng theo tiếng Ngài, nên sự này đã xảy đến cho các ngươi. Nhưng ngươi thấy rằng, ngày nay ta cứu ngươi thoát khỏi xiềng nơi tay ngươi. Nếu ngươi cho đi với ta sang Babylon là phải, thì hãy đi, ta sẽ săn sóc ngươi. Nếu ngươi cho đi với ta sang Babylon là không phải, thì đừng đi. Này, khắp đất ở trước mặt ngươi, ngươi coi đâu tốt và đi đâu phải thì đi đó. Vì Jeremy còn chưa trở về, nên Nebuchadnezzar tiếp thêm rằng: Hãy về cùng con trai Ahikam, cháu Sa-phan là Gedalia, tức người mà vua Babylon đã lập làm tổng đốc các thành Juda. Hãy ở cùng người giữa dân sự, hay là ngươi thích ý đi đâu thì đi đó. Đoạn, quan làm đầu thị vệ cho người lương thực cùng lễ vật và thả đi. Jeremy bèn đến cùng Gedalia, con trai Ahikam ở Mít-ba, và ở với người giữa dân sự còn sót lại trong đất. Phàm những người đầu đảng còn giữ chốn thôn quê cùng thủ hạ mình, nghe rằng vua Babylon đã lập Gedalia con trai Ahikam làm tổng đốc trong đất, và nghe vua đã giao phó cho người những đàn ông, đàn bà, trẻ con cùng những kẻ rất nghèo khó trong đất chưa bị đem qua Babylon làm phu tù, họ bèn đến cùng Gedalia tại Mít-ba. Ấy là Ismael con trai Nethania, Johanan và Jonathan, con trai Kareach, Seraya, con trai Tanhumet, các con trai của Ephai ở Netopha và Gesania, con trai người Maaka, cùng những người đồng đi với họ. Gedalia, con trai Ahikam, cháu Sa-phan, dùng lời thề mà hứa với các người ấy cùng thủ hạ họ rằng: Chớ ngại làm tôi người canh đê, hãy ở trong đất và làm tôi vua Babylon thì các ngươi sẽ được ích. Về phần ta, này, ta sẽ ở lại Mít-ba, đặng chầu những người canh đê sẽ đến đây. Nhưng các ngươi hãy thâu rượu, trái mùa hạ và dầu, hãy đựng vào bình các ngươi và lập nghiệp trong các thành mình đã chiếm lấy. Hết thảy người Giu-đa ở trong Mô-áp, giữa con cái Am-môn, trong Ê-đôm và các xứ, nghe vua Babylon đã để mấy người còn sót ở lại trong Giu-đa và nghe đã đặt Gedalia con trai Ahikam, cháu Sa-phan làm tổng đốc. Các người Juda đó bèn từ các nơi mình đã bị đuổi đến mà trở về trong đất Juda, đến cùng Gedalia tại Mít-ba, thâu rượu và trái mùa hạ nhiều lắm. Bây giờ Johanan con trai Kareach và các người đầu đảng còn giữ chốn thôn quê đều đến tìm Gedalia tại Mít-ba và nói cùng người rằng: Ông có hay rằng Ba-alit vua của con cái Ammon đã sai Ismael con trai Nethania đặng cất lấy mạng sống ông chăng? Nhưng Gedalia con trai Ahikam không tin lời họ. Johanan con trai Kareach bèn nói kín cùng Gedalia tại Mít-ba rằng: Xin cho tôi đi, tôi sẽ giết Ismael con trai Nethania mà không ai biết hết. Làm sao để nó cất lấy mạng sống ông, hầu cho mọi người Juda nhóm họp xung quanh ông sẽ tan lạc và dân sót của Juda chết mất. Nhưng Gedalia con trai Ahikam trả lời cho Johanan con trai Kareach rằng: Chớ làm điều đó, vì sự ngươi nói về Ismael là dối trá. Chương 41. Tháng 7, Ismael con trai Nethania, cháu Elishama vốn dòng tôn thất và là một bậc đại thần của vua, đem 10 người với mình đến cùng Gedalia con trai Ahikam tại Mít-ba. Họ ăn bánh với nhau tại đó. Đoạn Ismael con trai Nethania cùng 10 người đi với mình đứng dậy lấy gươm đánh Gedalia con trai Ahikam
cháu Sa-phan và giết người, tức là người mà vua Babylon lập làm tổng đốc trong đất như vậy. Ít-ma-ên cũng giết luôn mọi người Giu-đa đang ở với Gedalia tại Mít-ba và lính chiến người Canh-đê ở đó. Ngày thứ hai, sau khi người đã giết Gedalia, chưa ai biết sự đó, thì có 80 người cạo râu, mặc áo rách, tự cắt mình, từ Si-chem, Si-lô, Samari mà đến, cầm những của lễ chay và nhũ hương trong tay mình, đặng đem đến nhà Đức Giê-hô-va. Ít-ma-ên, con trai Nethania, từ Mít-ba ra đón các người ấy, vừa đi vừa khóc. Khi đến cùng họ rồi, nói rằng, hãy đến cùng Gedalia con trai Ahikam. Vừa khi những người đó đi đến giữa thành, Ít-ma-ên, con trai Nethania, cùng những kẻ đi với mình, giết bọn họ và quăng thây xuống hố. Nhưng trong bọn họ, có 10 người nói với Ít-ma-ên rằng, chớ giết chúng tôi, vì chúng tôi có những đồ lương thực giấu trong đồng, lúa mì, tiểu mạch, dầu và mật. Ít-ma-ên bèn thôi, không giết họ luôn với anh em họ. Ít-ma-ên, con trai Nethania, quăng những thây mình đã giết vào trong hố, ở kề bên Gedalia, tức là hố vua Asa đã đào, vì sợ Ba-e-sa vua Israel. Ấy là cùng một cái hố đó mà Ít-ma-ên, con trai Nethania, đã lấp đầy xác chết. Đoạn Ít-ma-ên bắt hết thảy dân sự còn sót lại tại Mít-ba đem đi làm phu tù, tức các con gái vua và cả dân bỏ lại ở Mít-ba mà quan làm đầu thị vệ Nebusa-adan đã giao phó cho Gedalia con trai Ahikam. Ít-ma-ên con trai Nethania bắt những người ấy điệu đi làm phu tù và đi qua nơi con cái Ammon. Khi Johanan con trai Kareat và các người đầu đảng theo mình nghe mọi điều ác mà Ít-ma-ên con trai Nethania đã làm, thì nhóm mọi thủ hạ mình lại và khởi đi đánh Ít-ma-ên con trai Nethania và đuổi kịp tại nơi gần hồ lớn Gabaon. Có xảy ra khi đội quân theo Ít-ma-ên ngó thấy Johanan con trai Kareat và hết thảy các tướng đầu đảng ở với người thì thảy đều vui mừng. Cả dân mà Ít-ma-ên đã điệu đi từ Mít-ba đều trở mặt về với Johanan con trai Kareat. Còn Ít-ma-ên con trai Nethania thì cùng 8 người trốn khỏi Johanan và đi đến nơi con cái Ammon. Johanan con trai Kareat cùng các tướng đầu đảng theo mình chiếm lấy đội binh mới vừa giải cứu khỏi tay Ít-ma-ên con trai Nethania. Khi Ít-ma-ên kéo đi từ Mít-ba sau lúc giết Gedalia con trai Ahikam, hết thảy những lính chiến, đàn bà, trẻ con, hoạn quan, Johanan đều từ Gabaon đem về. Họ khởi đi và đổ tại trạm Kimham gần Bethlehem đặng rút qua Egypto, xa người Canh-đê, vì sợ người Canh-đê, bởi cớ Ít-ma-ên con trai Nethania giết Gedalia con trai Ahikam, là người mà vua Babylon đã lập làm tổng đốc trong đất. Chương 42. Bây giờ các người đầu đảng Johanan con trai Kareat, Yesania con trai Hosaya và cả dân sự, kẻ nhỏ người lớn đều đến nói cùng tiên tri Jeremy rằng: xin nhậm lời chúng tôi nài xin và cầu thay Jehovah Đức Chúa Trời ông cho chúng tôi, tức là những kẻ còn sót lại. Vả chúng tôi trước vốn đông người, nay còn lại rất ít như mắt ông có thấy. Xin Jehovah Đức Chúa Trời ông chỉ cho chúng tôi đường phải theo và sự phải làm. Tiên tri Jeremy bèn đáp rằng: ta nghe rồi. Này, ta sẽ cầu Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi theo lời các ngươi đã xin. Phàm điều chi Đức Jehovah trả lời, ta sẽ cho các ngươi biết không giấu chút nào. Các người ấy nói cùng Jeremy rằng: nếu chúng tôi không làm theo mọi lời Jehovah Đức Chúa Trời ông sẽ sai ông bảo cho chúng tôi, nguyền xin Đức Jehovah làm chứng trung tín thật thà giữa chúng ta. Không cứ điều lành hoặc điều dữ, chúng tôi sẽ vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi, là đấng mà chúng tôi sai ông đến, để khi vâng lời Jehovah Đức Chúa Trời chúng tôi thì chúng tôi sẽ được phước. Khỏi 10 ngày, có lời Đức Jehovah phán cùng Jeremy: người gọi Johanan con trai Kareat
hết thảy các đầu đảng và cả dân sự, kẻ nhỏ người lớn đều đến mà nói cùng họ rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của Israel là đấng các ngươi đã sai ta đến để tỏ lời cầu xin trước mặt Ngài phán như vậy: Nếu các ngươi cứ ở trong đất này, thì ta sẽ gây dựng cho mà không phá đi, vuông trồng cho mà không nhổ đi, vì ta ăn năn về sự họa mà ta đã giáng cho các ngươi. Chớ sợ vua Babylon là người các ngươi đang sợ. Đức Giê-hô-va phán: Đừng sợ vua ấy, vì ta ở với các ngươi đặng cứu vớt và giải thoát các ngươi khỏi tay người. Ta sẽ thương xót các ngươi, hầu cho vua ấy cũng thương xót các ngươi và cho các ngươi trở về trong đất mình. Nhưng nếu các ngươi nói rằng: Chúng tôi không khứng ở trong đất này, mà các ngươi không vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà nói rằng: Không, chúng tôi muốn đi trong đất Ai Cập, là nơi chúng tôi sẽ không thấy giặc giả nữa, sẽ không nghe tiếng kèn nữa. Tại đó chúng tôi sẽ không thiếu bánh, ấy là nơi chúng tôi sẽ đến ở. Thì, hỡi các ngươi là dân Giu-đa còn sót kia, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Khi các ngươi xây mạc vào Ai Cập đặng trú ngụ ở đó, thì gươm dao mà các ngươi sợ hãi sẽ đuổi kịp các ngươi trong đất Ai Cập. Sự đói kém mà các ngươi kinh khiếp cũng sẽ đuổi theo các ngươi trong Ai Cập, và các ngươi sẽ chết tại đó. Ấy vậy, phàm những kẻ xây mạc vào Ai Cập đặng trú ngụ ở đó thì sẽ chết bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Trong bọn họ chẳng có ai sống sót lại, chẳng có ai thoát khỏi họa mà ta sẽ giáng cho. Thật thế, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Như cơn giận và sự thạnh nộ của ta đã đổ ra cho dân cư Jerusalem thế nào, thì khi các ngươi vào Ai Cập, cơn giận của ta cũng sẽ đổ ra cho các ngươi thể ấy. Tại đó, các ngươi sẽ làm cớ cho người ta trù ẻo, gỡ lạ, rủa xả và sỉ nhục, và các ngươi sẽ chẳng lại thấy chỗ này nữa. Hỡi các ngươi là dân Giu-đa còn sót lại, Đức Giê-hô-va đã phán về các ngươi rằng: Chớ qua nước Ai Cập. Hãy biết rõ rằng ngày nay ta đã đối chứng cho các ngươi, vì chính các ngươi làm sự dối trá nghịch cùng linh hồn mình. Các ngươi đã sai ta đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà nói cùng ta rằng: Khá vì chúng tôi cầu thay nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, và cho chúng tôi biết mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ nói cùng ông, thì chúng tôi sẽ làm theo. Vả, ngày nay ta đã bảo các ngươi rồi, nhưng các ngươi chẳng vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi trong điều nào mà Ngài cậy ta truyền cho các ngươi. Bây giờ hãy biết rõ rằng các ngươi sẽ chết bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch trong chỗ mà các ngươi muốn đến trú ngụ tại đó. Thư thứ nhất của Phi-e-rơ, chương 1. Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asi và Bithyni, là những người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giê-su Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-su Christ sống lại từ trong cái chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-su Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi, suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào
và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chùa khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em, là kẻ nhân Đức Chúa Giêsu tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Chương 2. Vậy, anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành, thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn, nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào. Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dân của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Này, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như Đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời.
hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng tự do làm cái màn che sự hung ác. Song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả, mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng Đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Chương 3. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo, vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như dóc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần loè loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình giường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình, như là với giống yếu đuối hơn, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhượng. Đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại, phải chúc phước, ấy vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Và ai muốn yêu sự sống và thấy Ngài tốt lành, thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo. Phải lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đoái trông người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người. Nhưng mặt Chúa sấp lại, nghịch với kẻ làm ác. Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm giữ lại cho anh em? Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí, nhưng hãy tôn Đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ dèm chê cách ăn ở lành của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành. Vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy. Và Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước về thời kỳ Noe, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có 8 người. Phép báp têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em,
Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời. Bởi sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ là đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài. Thi Thiên 75. Hỡi Đức Chúa Trời, chúng tôi cảm tạ Chúa. Chúng tôi cảm tạ vì danh Chúa ở gần. Người ta thuật lại công việc lạ lùng của Chúa. Khi ta đến thì giờ đã định, thì sẽ đoán xét cách ngay thẳng. Đất với dân ở trên đất đều tan chảy, còn ta đã dựng lên cách trụ nó. Tôi nói cùng kẻ kiêu ngạo rằng, chớ ở cách kiêu ngạo. Lại nói cùng kẻ ác rằng, chớ ngước sừng lên. Chớ ngước sừng các ngươi cao lên, cũng đừng cứng cổ mà nói cách kỳ khôi. Vì chẳng phải từ phương Đông, phương Tây hay là từ phương Nam mà có sự tôn cao đến, bèn là Đức Chúa Trời đoán xét. Ngài hạ kẻ này xuống, nhắc kẻ kia lên. Vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén sôi bọt rượu, chén ấy đầy rượu pha. Ngài rót nó ra. Thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cặn rượu ấy và uống nó. Xong, tôi sẽ thuật lại các điều đó luôn luôn, cũng sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Tôi sẽ chặt hết thảy các sừng kẻ ác, còn các sừng của người công bình sẽ được ngước lên. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.